Mình chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Còi La Lin. Quý cô bác ơi, ngày nay thì chúng em tiếp tục là quay trở lại với nhà anh Phủ. Nay hỏi xem là không biết là anh đã thương lượng với lại chủ nhà chưa về cái đất nền này này. Nay lạnh nhà anh Phủ nha. Vâng. Không dám đi đâu nữa đâu. Mưa này chở sắn thì vất vả lắm nhà anh Phủ nhỉ. Sáng nay có ai sửa xe chưa anh? Không có đâu ạ. À, sáng nay không có à? Chắc chưa có này. Thế hôm nọ em nói với anh đã hỏi anh này chưa ạ? Chưa. À. Chưa. Chỉ muốn chị cho lại cho nó thôi đấy. Bán kẹo. Con này này. Cho để nào. Anh tên gì nhỉ? Đành. À anh Đành. Thế hôm nãy anh Phủ nói với em là cái đất nền này này là anh cho anh Phủ mượn làm quán à? Vâng, cho mượn nó làm quán này. Vâng. Nếu như mà bây giờ anh Phủ muốn mua thì anh có bán không ạ? Cái này nhà chắc là không bán được. Không bán á? Vâng, cái này không bán được. Nó đặt vô cái trước cửa của mình ấy, nhìn người ta nhìn nó cũng đẹp. Sau này mình còn lần một cái ở bên ngoài này. Đã đi gì mà đến đây đâu anh? Bà. Không đến đây đâu. Không đến đây nhưng mà lấy cái chỗ kia này. Nếu nó được thì làm nhà thì nuôi vào trong kia một tí. Đây là sơn. Anh Phú ơi, anh thử nói chuyện với anh đi xem. Người mông nói chuyện nhau chắc dễ hơn á. Nếu mà anh Phủ anh mà lại cho làm vui vào anh nói xem cái đường này nghe nhà nước bảo là sau này nhà nước còn đào cái con đường nhà bên trên này nữa làm thẳng á. Vâng. Chả biết người ta có lại hay không cơ. Nhưng mà ở dưới nhà nước thì chỉ cho mình đi cái chỗ này thôi, còn cái mình làm đường cho dân đi ấy. Thế thì nhà nước mà làm thì lại làm nhà trên đấy, trên này của họ không? Đây là của bác này. Nhưng mà cũng có cái chỗ là thoải mái mà không sao mà anh em. Không thì cứ hỏi bên xa xem nào, xa sau này có mở cái đường ở đây không? Nếu mà mở thì mình lại đi hỏi cái là nhà trên này của nhà trên này. Hiểu không? Đấy. Sau này nhà nước trước bà là định là, sau này sẽ dự án là làm được thẳng đúng không? Vâng. Chả biết là sau này đồng con đường đi sang dễ mà tỉnh xính trẻ đây. Nếu mà đào chỗ này thì lại có khoảng trống chỗ kia. Thì nếu đào chỗ này thì cái chỗ này lại hơi bé, nhà nó hơi hẹp. Nhà nước không làm thì chắc anh không bán đúng không? Kể cả nhà nước không làm anh không bán cơ. Không bán á? Với lại làm là làm kiểu là chướng vào trước cửa nhà anh ấy. Đẹp anh bảo thế. Nhưng mà nếu mà làm thì mình quay cái mặt tiền ra đây thì nó hướng nhà ngang ấy chẳng hạn đâu. Mà trên này rộng thì trên này rộng kéo chéo vào từ nơi cái dãy nhà xuống là trước cửa sang bên này được, nhưng mà cái đây nó hẻo lắm. Làm sang bên này nó trên nó không đủ đường đi. Nó bé, nó rộng thì thoải mái nhưng mà hiểm lắm. Vâng. Với sau này nếu mà họ nói là họ làm đấy. Vâng. Làm đường thẳng sang bên xin trải kia mà. Vâng, đúng rồi. Làm thẳng vậy thì cái chỗ này nó lại gần đường quá. Vâng, không đường, không được làm ấy chứ nhỉ. Chán nhỉ. Với họ không làm anh không bán. Không làm thì anh cố gắng nhá, cố gắng bán nhá. Cái này không bán được à? Bán cho anh Phủ tí để làm cái quán sửa xe cho nó chắc chắn một tí. Bây giờ anh ở đây anh em bạn thôi. Anh em bạn nó cũng có chỗ mình cho mà tạm à. Mình cho nó mượn làm 1-2 năm thôi. À, cho mượn 1-2 năm thôi. Thế à? Mình có điều kiện mình phải làm một cái. Nói chung là bắn cái sân, làm cái sân nữa. Bắn cái sân á.
Ơi, nhà anh như thế là đẹp rồi. Mà mưa hẳn là nó ướt, ướt bật lắm. Hãy xem chỗ cái lần cua kia xem là hạ xuống được. Xem có hạ được không? Nhỉ. Anh Phú ơi, đi vậy lại lên xem cái nền của anh xem nào, đi. Đi. Đi trên nhà hả? Không. Đây cái lần cũ trên này thôi. Xem trên nhà cũ hay là trên đường? Ngay chỗ này của anh Phú này này. Đi đây Phú. Cái này là đất mình. Đất mượn thôi á? Không, đất của mình đấy. Anh Phú anh mua rồi mà. Mua rồi nhưng mà... Bây giờ đi xem, nhưng mà đi xem. Nhưng mà bây giờ của anh Phủ chứ? Của anh Phủ thôi. Thế anh bán đất rồi, anh mất cái chỗ đấy rồi đúng không? Đi anh Phủ ơi, đi. Đóng cửa vào. Bên xe vào thuê được cái bên xúc thì nó múc thấp xuống một tí nữa. Cái nó múc thấp thì không thể ở đâu. Múc thấp lại không ở được. Dốc lên, dốc xuống này, có nước to nước chảy vào nhà này. Vậy cho nó cao lên ấy, thì nó mới đẹp cơ. Nó bé quá, nó bé quá. Không, biết rồi, nhưng mà cho nó xuống thì nước to nước chảy vào nhà này. Cái chỗ thấy nó sao? Cái nhà trước cửa. À, xây vậy tốn nó thiệt lắm. Không, cái đấy là, nhưng mà anh Phùng không lấy thật đấy mà. Như anh làm đấy, anh phải xây đá lên đây cơ. Hay đổi đi. Không đổi được cái này. Đổi cái này ở trên kia xong mà có gì mình thương lượng tiếp. Để sân à. Bởi vì anh cho mượn thì lại không phải của anh Phủ. Chỉ cho đi mượn thôi. Phủ có xây được không? Vậy từ trên đường này không biết nhà ai có đất nữa không? Không. Anh Phủ không có. Chắc không ai có. Yeah, vậy đi anh trên này để xem kỹ cái chỗ này chưa? Cái chỗ này là của họ thì cái chỗ này xẻ ra cũng nhiều phết đấy. Nhiều đất phết đấy. Chỗ này của ai? Đúng rồi, cũng của mình. À, cũng của anh à? Cái này là hai xà đấy. Sở ra cũng là xà bình. Chỗ này rộng mà. Cái này cho chú rồi. Cái này cho chú. Thế nhà nước có cho làm nhà không? Không, cái này nhà nước thì cho. Cái chỗ này cũng không được nhỉ? Ừ. Em thấy chỗ này ổn mà. Được, đây rồi, nó phải kết xa mâm. Kết xa mâm mới cho làm đấy. Cái này cho chú rồi nhưng mà nhà nước không cho làm đấy. Kết xa 5 mét thì cũng hết rồi, đất rồi. Đất chứ là hồ rồi. Cái chỗ tròn, nhưng mà cái chỗ tròn tròn này là của anh Phủ hết cái gì? Không. Chỉ mấy cái trên đồi rồi coi, thế là có trồng cây nữa là. Ôi, phải mua cái mặt nền đấy thôi á. Bé đấy, bao nhiêu mét vuông? Chưa đo thôi. Chưa, bên nó chưa xà mà to đấy, nhưng mà bây giờ là cái kéo đó. Nó chưa bảo là cái này đỉnh nước trôi này. Thế còn cái chỗ này? Chỗ này không nói, chỗ này là hai thôi. Cái khe này à? Nhè. Nhưng mà em ngại mỗi cái chỗ là cái chỗ bên này nó bị sạt đi, chỗ này nếu sạt như này thì phải có đá kè xong rồi. Nước mưa cái đất này giúp máy xúc. Giúp anh cũng khơi máy xúc xúc thì máy xúc chỉ cầu cái đất mà người ta đào để ra đây cho là nước trôi đi thôi. Vậy cái này là đất củ hay đất bồi? Dạ. Cái chỗ này là đất củ hay đất bồi? Đất cứng à? Đất cứng chứ. Em tưởng cái này là đất bồi chứ. Là có quả đồi chứ. Là đó. Quả đồi nó thân ra. Bé quá nhỉ. Nhưng mà trước to đấy, trước được. Trước to lắm à? Xà hết à?
À cái chỗ này, vậy những cái chỗ này là đổ đất vào đây, đất mượn hay gì? Xong là nó không chắc, thế là mưa to nó trôi hết đi. Bây giờ phần này là đất đá rồi, đất củ, đất đá. À, hiểu rồi. Đây này, em ngại mỗi cái chỗ bên này này. Anh Phú hôm nay buồn thế, ốm à? Hơi mệt đi ạ? Hôm qua anh đi làm gì ạ? À, đi hôm qua lại đi đổi công à? Ôi cẩn thận nhá. Mình làm công việc gì vừa vừa thôi anh ạ. Chịu khó có. Chịu khó quá, mệt quá thì mình nghỉ. Hả này thế này chầm chầm. Lại ốm rồi. Nhảy này cái chỗ này này, ngại chỗ này thôi. Này không biết là nước ở đâu mà chảy về nhiều thế nhỉ, nó sạt này này. Đây à. Hay nước ở trên này trời mưa. Như năm ngoái có một đêm mưa cả ba ngày ba đêm nó cả to quá. À, mưa cả ngày cả đêm. Đất xuống rồi. Cái dung. Vậy cái trước ra được đây chứ. Ngày trước mà cái này này thì từ đây á. Đúng rồi. À, vậy to ấy nhỉ. Cái đất này là người ta xúc vào thôi, không chắc vào cái dưới kia thôi, cái đất cứng mà. À, dưới, vậy cái chỗ này bồi à? Vâng. Nếu mà hạ thấp xuống thì cũng không được. Cái này hạ thấp thì 20, nó cả mưa thì nước chảy vào chảy ấy. Nhà ấy. Ừ. Thì đường trên này nó dốc, mưa to lắm, nước nhiều lắm bây giờ ấy. Xem nào, xem cái bãi ngục này xem. Cúp cái này của chú cũng cho mấy năm chú còn làm cái nhà chú ở chú làm nhà ở đây á. Đây cái chỗ bãi ngô này đẹp mà nhỉ, vâng vâng. Bù quá. Hiếm nhỉ. Vâng. Ở trên cũng có à? À, sạt hết rồi à? Xem bây giờ nếu như mà thật sự mà khó khăn quá và thật sự là không có đất thì để xem là có khắc phục được cái nền này hay không thôi, anh nghĩ là như thế. Xem có cái giải pháp nào để cho nó chắc chắn hơn. Chứ bây giờ là anh kia anh bảo là đấy anh cho mượn tạm 1-2 năm thôi. Anh làm cái hiên, anh bắn cái hiên vậy thì chịu. Không bán thì không biết như nào. Thế vậy cái nền của nhà anh Phủ là từ đâu đến đâu? Vậy cái phần những cái giạt giạt này không phải hả anh? Thế này mà cái chỗ mà anh trồng cây này không phải à? Vậy cái này cũng không phải á? Chỉ cái nền bằng này thôi à? Đất của anh Phủ đến đâu? Anh mua từ đâu đến đâu? Từ cái dây ấm nước này, cái ấm nước lên lên này. Không đo cho mình cũng phải chỉ chứ. Mình phải biết là ở chỗ nào chứ. Vậy là được cái nền bằng này thôi à? Đấy cái chỗ ấm nước lên này. À, vậy là cái nền bằng này thôi. Xong rồi hết chỗ này đúng không? Đúng rồi. À, đây anh cũng trồng cả cây quế nữa đi. Cái chỗ mà có không nhìn thấy không biết đến đâu á. Đưa được đấy cái mét chỗ này thôi. Anh chủ nhà vào thế. Vậy cái phần bên này là đất củ hay đất bồi ạ? À? Chỗ em đứng này này. Chỗ này này, khu này này. Này của anh Phủ mà. Nhưng mà là đất bồi hay đất cứng? Đất cứng đó, cái này. Cái này cũng cứng à. Phần bên này thì không dốc cho lắm nhỉ. Phần kia thì nó hơi xấu một tí. Đây cái cây này là cây quế của anh à? Đấy.
Em tưởng bán là phải bán cả cái chòm này hết chứ. Không, chân lên tiền đấy, tiền quá không bán được. Đã đấy mua bao nhiêu? 10 triệu thôi mà, mấy cái chưa giả hết này. Anh em mình chỉ bắt thế thôi. Còn cái tàu khác thì phải bán nhiều tí. Ồ, thế á? Người ta bán như thế phải bán đắt một tí. Đất trên này cao thế. Nhưng đất trên này giá cao thế. Chỗ em cả quả đùi họ chỉ có bán có 10-20 triệu thôi. 10-20 triệu, 30 triệu thôi. Gấp 10 lần cái này. Cái này riêng cơ, cái này của em nó là trên đồn mưa cơ, có cái này đây, gần đường mà. Gần đường á? Có làm được nhà đâu. Như này là tao làm được nhà được. Nhà em cũng gần đường thôi, gần đồ như này thôi. Cái này là đường của em. Trên này cao nhỉ, đất đai cao. Trong mỗi nơi mỗi khác à? Đi chơi kiểu vùng người ta mua ấy, không nói. Ôi, phìn hồ thì không nói. Cái này, cái này. Đây, chỗ em, chỗ lá đo cái kia, đồi ngay mặt đường họ bán có 10 triệu. Phải gấp, phải tập chục lần cái này. Thật, 2 triệu ấy. Cái này mình cứ không mua bán nhưng mà nó không có chỗ ở, mình phải bán cho nó. Không có chỗ ở ấy à. Khó khăn phết nhỉ. Nhanh có mấy con? À có 4 đứa à? Thế không dám bán à? Bán đi sau này con không có chỗ ở à? Ôi con sau này là phải xuống phố ở chứ. Xuống chợ ở. Phố bây giờ người ta cứ bán 4 nhà mấy trăm triệu không mua được. Đây cũng con gái anh à? Đây 4 đứa này à? Xinh thế, em bé. Mỗi đứa cách nhau 1 năm à? Cái nhiều 2 năm. À. 100% không sạt được á? Không sạt được nhưng mà nói chung là cây này một tí rồi. Cây kia một tí rồi. Ở dưới này không sao. Ở dưới này chắc là không sợ mấy nhỉ. Em ngại đấy, em bảo là em ngại mỗi cái chỗ này này. Chả biết làm nào nhỉ. Sau này nếu mà cái chỗ này không bán đấy, sau này mình đào đào dưới này lên làm một cái nhà đây này. Nhưng mà có được làm đâu? Có, nếu đất của mình là được đấy. Nếu mà anh Phủ mà làm nhà trên này, anh đại đào ở cái dưới thì nó khó nhỉ? Trên này ở dưới không làm đấy. Nếu mà ở trên này làm thì ở dưới không làm, ở trên mà không làm thì ở dưới làm. Nhưng mà không làm dưới thì phải làm trên này lên, trên này mà coi. Đây hết, đào hết quả đồi đi á. Dạ. Đào hết quả đồi đi á. Không, không đào. Cái này mình còn mua bùn là 100 tí cơ. Những bé là sao làm được à? Là nhà bé thôi. Nó phải trông ở nữa mà. Nè, đây chỗ này. Cái chỗ mà chưa sáng mình đo từ đây ở dưới nhà tất cả có 11 mét đấy. Từ bên này sang bên này ấy ạ? Làm nhà chắc là chỉ đào được tận đây thôi. Đào được tận đây đâu. Sao mình làm ra đây được? Không đào bóng đâu. Chỉ để tầm này thôi. Không dám ra ngoài nữa. Bao nhiêu? 4.4 này. 1m2 một cái. Hơn 1m2 còn 1m3. Chiều này 5m2. Nhưng mà cố tí vẫn được, cố với 6m vẫn được. 6m đi. Một chiều 6, một chiều 7, 6, 7, 42 à? 6, 7, 42. Chắc là chiều 6. Nhưng làm nhà thì chắc phải mặt phải quay lên đường cái này. Mấy khách vào sửa xe còn sửa được ở đây chứ.
Chú không có đất cho họ đấy. Trên này đất nó chán nhỉ? Chán lắm. Nó vẫn sạt đúng không? Đấy, có đá vẫn sạt. Cái xóm trên này ấy à, cũng muốn xuống đây ở á? Vâng, cái hồ mới ở trên này. Nó không có mưa thì nó khó đi lắm. Trên này cũng chưa có đường bê tông nên khó lắm. Cái rùa ở trên này nó đẹp nhưng mà người ta không bán cơ. Bán thì ở chỗ đấy mà an toàn nhất. À, bãi ruộng trồng ngô đấy á, trồng hạt á. Nhưng cái phủ sửa xe phải ở gần đường chứ. Thôi cái này mình chỉ biết mình thôi, người ta làm quá thì biết người ta đấy. Làm quả, đấy, anh cũng mua lại rồi đấy á. Không bán à? Không bán. Chặn đường đâu, mua đất cũng xuống cũng không được mấy. Nó là múc xuống, nó cho sao cho nữa. Cho gần như bằng mặt đường ấy. Nó thể thế nào thì... À, mình làm cái rãnh. Làm cái rồi, biết rồi. Nhưng mà phải xây một cái... Xây bờ... À, cái tường. Cái tường này. Cái tường là... Tắt nước đi đấy. Ở đây tường bao này, cho nước về bên kia. Cái này thôi, cho về kia ăn hết được sao khổ. Chứ cũng chẳng rộng được bao nhiêu rồi nhỉ? Nhưng mà mút rồi thì phải cơm thế đấy, chắc là rộng hơn cái này tí. Thì rộng được chỗ này là 2 mét rồi. Với anh chủ có đất đâu. Nó mới được, bên cho anh hết rồi đó. Nhưng mà nó không là quá gì, cái nhà cũng còn nó đẹp hơn cơ. Anh Phủ mà có quán sửa xe thì phải ở mặt đường, chứ còn ở trên đấy thì không ai lên đấy sửa xe đâu á. Trời mưa đường trơn lắm. Đấy, ở gần đường nó tiện hơn. Ở đây đi ta hè thằng nó u lo. Lâu chỉ u lo lâu ở đây vô đi chợ u nên đi đi. Thằng nó giờ vô u đi cứ ứng cái cửa hàng. Bố nhiều một cái nhẹt đầu lợn này, nhẹt tiệt to mùa là mình lái hết rồi. Lối dưới này không có nào nữa à? Không có. Chán nhỉ? À, lối dưới này thì toàn là hủ mới lại đồi nó dốc lắm. Đất ở trên này khó nhỉ, em thấy. Thôi hai anh bán cái chỗ kia cho anh Phủ đi. Đất gần mặt đường đấy. Có rồi đấy. Hả? Có rồi đấy. Gần mặt đường có không? Chẳng biết gì mà của... Cái đất người ta chỉ cá vàng của người ta thôi, còn cái kia nó chưa cho mình cơ. Nhưng có gần mặt đường không? Không. Có thế. Nó chẳng là đất ở mặt đường thôi. Chú là nhà to hơn, to. To á? Dạ, chú nhiều co, chú là to lắm. Không, tưởng đổi với chú ở chỗ này. Chú làm thì chú làm cả chuồn lợn chuồn gà với nhiều loại lắm. Cả nhà bê nữa. Ừ. Chịu à? Ừ. Mong là nó ý của nó là hay không là mình. Nó làm ăn là ừ, xong tao. Quan trọng là cái tiền kè đá hay là rồi, xong. Đây, cái đàn sông là cái người ta làm là cái năm kia đó xã là phải là không cho mình sang bên này một tí để mình thấy được cho dân đi hết thôi đâu. Nhưng mà không có được thì cho anh Phủ ở cho sang bên này một tí là đàn sông là chắc được thì cho nên nó tiện.
Nhưng ở đấy đủ như này cũng không có chỗ để chăn nuôi cơ. Dạ. Yeah. Ngôi nhà thôi. Ngôi nhà thôi. Không có nhà bếp, không thấy gì cả. Chỗ nào ạ? À? Quá cũ quê. À, quán cũ này á? Quán cũ mà nhà nước tính là cái đường đi thẳng ấy. À. Thì vẫn đủ được một cái nhà cho anh chủ. Thì anh vẫn bán cái gì? Không, anh không bán đâu, chỉ nói thế thôi. Em nói thế thì vậy nói làm gì? Nói phải bán chứ. Nhưng mà anh cũng không làm nhà đấy cơ đúng không? Anh nữa. Anh không là anh để sân thôi. À, để sân thôi. Sân vậy rộng quá. Với anh Phủ mà làm nhà như thế nó chướng nhà anh ấy, anh mà thế. Ô thế vậy là cái nền này anh Phủ chưa giải hết tiền à anh Phủ? À, thế còn bao nhiêu tiền nữa? Chắc 3 triệu. Chắc là, thế chính xác là bao nhiêu? Còn bao nhiêu hả anh? Bao nhiêu tiền? Chính xác là 3 triệu. À, là còn 3 triệu là chưa giải hết nhỉ? Ừ. Tại vì anh Phủ cũng khó khăn ý, bây giờ kiếm tiền để dành tiền được như thế là cũng nhiều ý chứ. Nên anh cũng thông cảm cho anh tí. Thông cảm lắm rồi đấy. Mua cái này này lâu chưa ạ? Một năm. Hai năm rồi đấy, mà không nhớ. Từ năm kia à? 2019. 2019. Thế năm nay là 2 năm rồi. 2 năm rồi. À. À, này mới biết đấy, em tưởng anh Phù giải hết tiền rồi. Anh Phù sắp xây nhà thì anh bảo ai là tiền anh thì phải trả cho anh đi. Tiền sửa xe anh ạ? Người ta nợ sửa xe chứ? Người ta nợ nhiều. À, người ta nợ nhiều à? Đi hỏi chứ. Người bảo là chưa có thời gian đi hỏi, chưa không có người đèo đi. À. Bây giờ thấy bà con được có sắn có ngô ấy. Mọi người cũng bán sắn bán ngô năm nay còn sắn được giá nữa. Quên đi đấy. À, mọi người ai đến không? Sửa xe thì bảo gửi anh. Chục triệu như đấy là còn đấy là không phải là tiền lãi đâu mà đấy là cả tiền hàng nữa đấy. Đúng rồi. Cả tiền hàng cả gốc cả lãi đấy. Sao lâu rồi chứ? Ở trên này có một người là 1-2 năm cũng chưa giả. Thế làm cái gì thì làm, kiểu mình sửa xe bán hàng kinh doanh này cũng không thể nào tránh được ấy nhỉ. Nhà em sửa xe thì cũng thế mà. Bây giờ còn vẫn còn đây này. À thế à? 5 năm rồi đấy. 5 năm rồi đấy. Hỏi họ bảo không có chịu thôi. Đừng quá phải thu xe họ đấy, họ không trả đấy. Không đến mức đấy đâu. Thì mà đừng không có quá ấy. Như anh nhà ở dưới này, ở dưới ủy ban lập chặt ấy. Ông sửa xe cho người ta, nếu mà từ tháng 7, tháng 3 sửa nở với cho nở, nhưng mà quấy năm người ta lại thu đấy. Đấy. Không thu thế mình chẳng mất vốn đi à? Mất vốn cũng khó nhỉ. Vốn đấy. Để như thế làm sao có lãi đâu. Thế buồn nhỉ, thế là này biết là anh chủ nhà anh kia thì cái nền này thì anh người ta, nếu mà người bán ta muốn giả thì giả, người ta không giả. Giờ anh không nói được người ta đấy. Thế là anh em lấy giúp thôi. Anh em trên này anh em hỏi giúp với. Không, anh em trên này vùng cao nó không biết. Không biết gì đấy. Cũng là người ta, nếu mà người ta không hỏi con nào thì cũng biết trả đấy. Nhiều chỗ là sửa xe cho từ đầu năm đến cuối năm mà không trả là thu, ở nhà có gì thu hết. Thu trắng luôn nè. Thu xe à? Thế thôi đi về quán đi nhỉ, không tí sợ trời mưa đấy. Rồi à, hôm qua trời mưa anh Phủ đi làm là dính mưa là uống là đúng rồi. Vậy thôi đi về đi. Thế bây giờ là hôm nay là mới gặp được anh chủ nhà đây, chủ đất ở chỗ quán của anh Phủ làm. Ấy hỏi được thì biết được như thế. Rồi, anh không bán thì em phải chịu thôi. Vậy thì sẽ phải xem đến cái nền này để suy nghĩ xem như thế nào. Đấy tính tiếp. Thế hôm nay mẹ với chị gái có đi làm không hả anh Phủ? Không đi đâu. À nay mưa ở nhà. Thôi hôm nào mà chắc là trời nắng nắng thì anh mới đi làm thôi. Trời mưa anh đừng đi đổi công. Không anh ốm ra đây đấy. Rồi nhẹ thì không sao nhé, đâu anh nằm ra đấy thì sao? Nặng đấy. Nào mưa mưa thì không đi.
Hôm qua là mưa cả sáng ấy chứ, cả chiều cũng mưa. Mưa cả ngày luôn. Thế nào hôm nọ em hỏi anh bảo là anh nói chuyện với anh chủ nhà là anh chưa có thời gian nói chuyện à vậy? Phải đi làm quá nhỉ. Mà anh đấy cũng không có bán thì phải chịu thôi. Rồi thì cứ tạm thời là trước mắt là như thế nhá anh nhá. Hôm nào thì chúng em lại lên tiếp. Để xem là có tìm được chỗ nào không. Anh Thành ơi, hay là em và anh đi xuống dưới này xem thử đi nhỉ. Thế em đi về nhá. Vâng. Rồi thì anh Phủ lại tiếp tục là ở quán thôi, có khách thì anh lại sửa xe kiếm tiền. Chả nợ à. Nay là vừa nhắc đến mọi người không giả tiền. Rồi có anh đến giả tiền rửa xe. Rồi chúng em sẽ đi xuống dưới này xem là có đoạn nào có thể làm được nhà không. Đi anh ơi. Anh Phú ơi, vậy anh nghỉ ngơi nhá. Em đi về đây. Hôm nay mọi người đi chợ phiên về này. Này, những cái chỗ này này thì toàn là khe hùm đất rất là dốc này. Nó sát mặt đường quá những cái chỗ này. Những chỗ này thì lại cao quá này. Cái chỗ này thì không ổn, không được. Có đất đâu. Đấy, chẳng có chỗ nào cô bác ạ. Thôi thì video ngày hôm nay đến đây thôi. Để chúng em nghĩ là anh kia bán thì thử lên hỏi xem như nào. Nhưng mà anh không bán. Đấy, bây giờ phải xem cái nền nhà, cái chỗ mà cái nền mà anh Phủ mua thôi cô bác ạ. Còn làm trên nền nhà cũ. Cái nền nhà hiện tại của anh Phủ thì trên đấy cao quá, làm ăn nó khó. Chúng em đi về thôi ạ. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo trên kênh Cói La Linh.